Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào, chào bạn nam bên kia, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Trúc, em năm nay 23 tuổi, đến từ Tiền Giang. Dạ, hiện em đang làm nhân viên bán hàng showroom tại công ty lụa Thái Tuấn. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Huỳnh Hữu Kha, năm nay em 25 tuổi. Em hiện đang làm dân quân tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quê em thì ở Tiền Giang, nhưng em thì sinh sống ở Đồng Nai, em ở Cái Bè, Tiền Giang ạ. Cái Bè, bạn gái ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Gò Công Tây anh. À, Gò Công Tây. Dạ. À, em biết Gò Công Tây không? Xuống Gò Công Tây cũng vài chục cây thôi. Hy vọng rằng ta cùng quê với nhau cũng đã có một chút thuận lợi ha. Dạ, dạ. Thôi, mình có những cái điểm mạnh nào hả em? Dạ, điểm mạnh của em là biết chăm sóc cho người xung quanh. Rồi biết nấu ăn, tính tình thì chậm, có thể chịu được bạn gái. Có chịu được sự càm ràm của bạn gái không? Dạ, nếu bạn gái nói thì em nghe thôi ạ. Còn về điểm yếu á, thì em hơi cao tí, thấy nó không có được tự tin về cái bản thân mình thôi. Trời ơi, cao ta càng phải cao, có gì đâu. Cao cũng là điểm mạnh đó. Anh cao được như em, anh nổi tiếng lâu rồi á. Rồi vậy mình có tật xấu gì nữa không em? Tánh xấu á, nết tánh nết có cái gì xấu dạ, không? Dạ có vậy, nhiều lúc em nóng quá thì em có thể là đập một cái gì đó nhưng mà hả? Đập cái gì? Dạ có lẽ là đập bàn đập ghế cho nó hả giận á chị. Rồi đó. Là anh nóng nóng quá anh đánh em luôn rồi sao anh? Không không có em ơi. Rồi bạn gái thì sao, mình là điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ điểm mạnh của em là em biết mai vá, em biết hát, em cũng hay nói nhiều lắm chị. Hay nói nhiều lắm dạ. Mà. Và cái đó cũng là điểm yếu của em á chị. Em rất hay khóc nhẹ á chị. Khóc nhẹ. em dễ xúc động lắm. Rồi thường thường khóc là ai dỗ? Khóc mệt thì thôi. Trời đất ơi, lý do gì mà mình khóc? Ai làm gì mình khóc? Chỉ cần la lớn cái là em khóc. Ồ. Dạ. Cũng nhạy cảm quá ha. Tên Trương. Em trải qua một mối tình quen nhau được 1 năm rưỡi. Hai bên gia đình không chấp nhận. Và sau đó thì anh bị tai nạn và anh về quê tịnh dưỡng và rồi tụi em không còn liên lạc với nhau. Lý do sao gia đình không chấp nhận? Do là Bắc Nam chị. Rồi bạn trai bên kia. Dạ em thì có 2 mối tình. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì lúc em đi bộ đội á, lúc em xuất ngũ á, thì bạn đó đi về miền Trung, kêu em về với bạn. Nhưng mà do hoàn cảnh gia đình em là có một mình em là con trai nên không có về được, nên chia tay từ đó ạ. Hai bạn giống nhau vì tình yêu quá ha. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m6 trở xuống. Sao không trở lên cho nó bằng em mà trở xuống? Em đã cao rồi nên giờ kiếm người cao nữa đi, tới lúc mình sinh con thì nó... Nó đâu liên quan tới đâu. Trời, giờ mình cao mình lấy người cao đứng với mình cho nó xứng đôi vừa lứa chứ. Ừ, hay em kiếm người 1m5 đi cho nó hợp. Dạ được luôn anh. Được luôn hả? Dạ được luôn ạ. Kỳ lạ tất. Dạ, là mẫu người lý tưởng của em là da trắng. À. Biết nấu ăn, có lúng đồng tiền thì càng tốt, nhìn càng dễ duyên. Lúng 2-3 bên được không? Mấy bên cũng được anh, 1 bên cũng được và 3 bên cũng được. Có hết á. Bây giờ em không thích cái điều gì ở người bạn gái? Nói dài á, một vấn đề nó hoài, nó hoài. Hồi nãy em mới nói em chịu đựng được bạn gái. Chịu nhưng mà chịu được vài lần thôi anh chứ không có. Mà phụ nữ không bao giờ nói một lần đâu em ơi. Vậy thì em nói nhiều lần rồi. Lắm trời ơi, có khi ta nói tới sáng tới ngày mai tháng sau luôn. Ráng chịu đựng đi cưng. Dạ, đó là cái đáng yêu của phụ nữ đó. Cái đáng yêu của phụ nữ đó. Còn em, mẫu người bạn trai mình như thế nào? Mẫu người bạn trai của em là phải cao hơn em tầm 1m7 á chị. Thì bên đây đó là dư rồi đó, dư rồi đó. Cao quá được không? 1m8 được không? Dạ được anh. Rồi. 1m9 được không? Dạ không, cái đó cao quá. Em mét mấy? Dạ em mét 83. 83 đó em. Dạ được. Dạ được, có gì đâu. Về tính cách đó là em cần người đàn ông mạnh mẽ, có chính kiến của mình. Rồi. Dạ. Đẹp trai cỡ anh Quyền Linh thôi. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Cái này đáp ứng không được em ơi. Anh Quyền Linh ơi, đẹp hơn anh là em không chịu đâu nha. Thôi thôi, bữa nay anh cảm ơn em khen anh đẹp trai. Cao hơn anh yên tâm đi. Đừng ốm quá và cũng đừng mập quá chị. Thường mấy người cao hay ốm lắm. Em không thích như người đàn ông mà rượu chè bê tha. Uống rượu thì cũng được, em cũng chấp nhận được. Nhưng mà đừng có nghĩa nhiều là, quá. Làm dạ. Chủ được đúng không? Dạ đúng rồi, không hút thuốc. Em thích những người lịch sự. Lịch sự là dạ. Sao? Sơ mi trắng. Khác màu được không? Cũng sơ mi chưa trắng. Rồi. Quần tây. Quần jean được không em? Bữa nay anh Linh anh cũng mặc quần jean dạ. Giống anh Linh.
Dạ được, giáo Linh được. Giáo Linh là được. Dạ. Da dẻ làm sao? Có đen hơn anh Quyền Linh không anh? Cỡ cỡ được chị. Được. Sống mũi cao à, cũng hơi cao. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Vũ phu chị, nãy em nghe đập đồ em sợ quá chị ơi. Không, đập đồ thôi chứ đâu không có dám đập người đâu. Mà tướng này đập em cũng không có nổi đâu, yên tâm đi. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 1-2 năm. 1-2 năm, dạ. Làm dâu được không em? Dạ em làm được. À, đợi để chị hỏi nha. Em nghĩ là khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào hợp thì có thể là nửa năm hoặc một năm. Ai mở với ba mẹ mà có mình em thì sau này về thì cất riêng một căn hoặc là ở chung cũng được. À, đi làm rể được không? Dạ chứ không chị ơi, tại vì nhà em có một mình em là con trai à. Chứ nếu làm gãi thiệt thì em đi ra miền Trung rồi chị. À, có mẹ có dặn tuổi tác rồi có chiều cao vóc dáng cân nặng gì không? Phải người thấp thấp thôi chứ không có cao. Nhưng mà em cũng thích như vậy tại vì người ta tốt hết rồi, người ta hơi cao cũng không được hả? Hơi cao thôi chị. Cao 1m8 chứ nhiều. Thì em 1m83, em hơn người ta rồi. Được không? Em đi với anh em khỏi mang giày cũng được. Vậy bạn gái bên đó cao bao nhiêu chị? 1m8. Phải không chị? 1m79 à. Được không? Chắc được phải không? Xem lại chứ. Xem gì trời? Người ta muốn cao, tôi muốn siêu mẫu chân dài. Bởi vậy? Này, không muốn siêu mẫu chân dài. Được rồi, anh qua thăm đàn gái coi có lúm đồng tiền. Lúm mấy cái cũng được đúng không? Chào anh. Chào em gái. Dạ. Được đấy. Da trắng có. Đồng tiền có. Nụ cười rất tươi. Ha. Gái Tiền Giang là rất dễ thương nha. Chiều chồng luôn á, lúm đồng tiền phải có hả? Dạ, không có cũng sao anh. Thôi, ta đâu cần có, ta vẫn duyên. Ôi trời ơi, đồng tiền ngon lành luôn. Xin lỗi, đàn gái hơi bị xinh à. Dạ. Đó. Thì những người làm ngành may á, thường thì chăm sóc gia đình rất là tốt, bởi người ta cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của người nhà ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em với lại hai người bạn thân. À em ruột đó hả? Dạ. Rồi nhìn em gái ruột là biết chị như thế nào nha cưng. Dạ. À, dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và dạ, tất cả khán giả ở đây. À, em tên là Ngọc Hân, là em gái của chị Trúc. Chị em có một thật xấu là thích hay ngủ, giận lên hay nóng tính thì nói chuyện thì lớn tí một xíu nhưng mà thì cho qua hả? Dạ. À, không biết là anh có chịu được tính của chị em ạ? Chắc anh cũng sẽ gán chịu thôi em ơi. Dạ em thấy anh thì rất là lịch sự. Nhìn rất là cao đúng không? Dạ cao. Rất là hợp với mẫu người của chị em ạ. Rồi cảm ơn em. Anh gái chịu rồi ha. Rồi bên kia anh trai đi với ai nè? Dạ em đi với chị ruột của em với lại bạn của chị em ạ. Đó, nhìn chị ruột luôn là biết ảnh luôn ha. Chị em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả và chào em gái. Em tên là Huyền, chị của Hữu Kha. Hữu Kha nhà chị thì nó hiền lắm. Nó hiền mà nó ngoan lắm. Nó không có cờ bạc, không có rượu chè gì trơn á. Nhìn chị quậy chứ nó không có quậy đâu. Chị quậy đâu hả? Nhìn em thì nhìn cũng được. Nói gì cái chuyện về làm dâu á, nhà ba mẹ không có khó. Tại vì Hữu Kha nó là con một. Nhưng mà cái vấn đề làm dâu không phải là nhất thiết phải ở chung nhà. Nhưng mà ba mẹ em là muốn là ở gần với nhau để qua lại hữu hỷ đâu như kia thôi. Chứ không có quan trọng là vấn đề ở chung. Nói chung là ổn. Ổn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn anh chị. Nói dạ. Vậy là quá được luôn em. Bây giờ vấn đề chỗ là hai bạn nói chuyện với nhau thôi. Mở rào. Rồi mời hai bạn. Mời các bạn. Anh có món quà muốn tặng cho em. Dạ cảm ơn. Cái quà này là nếu mà được thì anh sẽ giữ ấm thay cho con gấu này. Còn nếu không được thì anh sẽ nhờ con gấu này giữ ấm cho em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chào ha. Em làm đó là thứ bảy chủ nhật em nghỉ được hết hay sao nghe? Dạ không anh, em làm xoay ca. Không, nếu như mà em với anh mà có tiến tới nữa thì em sẽ về chuyên ngành của mình. Đó là bên kỹ thuật mai em làm được. Nếu như gần nhà anh có công ty mai này nhà anh có nhiều, gần nhà anh có nhiều khu công nghiệp lắm. Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Anh cảm nhận về em như thế nào anh? Thì như nãy anh nói đó. Dạ. Em là một người xinh mà em còn biết nấu ăn nữa thì... Anh biết nấu ăn không anh? Anh thì cũng biết chút chút, đủ để nấu cho gia đình ăn thôi chứ cũng không phải là ngon lắm. Anh thì biết chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân thì tới lúc đó, nếu mà em có quen anh thì em đừng có lo gì cái vụ mà chăm sóc. Dạ. Nếu mà có gì thì anh sẽ chăm sóc nha. Dạ được. Anh thì ít cũng ít đi chơi lắm. Tại vì cái tính anh nó cũng hơi nhát tí á. Cứ đi làm mà đi về nhà. Có nhiều người rủ anh đi nhậu anh cũng không đi nữa. Tại vì nhậu anh yếu.
anh nhậu cái chừng 2 ly, 3 ly là anh xỉn mất tiêu rồi. Mà xỉn mà vẫn biết đường về nhà, chứ không có phải là lầy lội ngủ ở chỗ nào gái nào. Tính em thật sự ra là em cũng bực mình, em hay nói nhiều lắm. Thì anh thì em thấy nghe nãy là có tính đập đòn, cho nên em cũng sợ. Là nhiều khi anh nóng quá, anh em nói nhiều quá cái anh giớt em luôn. Anh chưa từng đánh ai luôn. Anh chỉ có đập bàn, đập ghế, đập theo kiểu mà nóng quá thì mình đập cho mình hết nóng thôi chứ không có gì hết trơn á. Hai bạn đứng lên đi coi xứng đôi không, cặp này chiều cao rồi đó. Mình đứng nắm tay nhau, mình truyền cảm hứng cho nhau, hát tặng nhau đi em. Hợp lý ha. Em sẽ hát một bài suy nghĩ trong anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tên tên thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy cũng đủ rồi. Dạ. Như vậy là ta đã có cuộc trò chuyện cũng không đến mức dài lắm, nhưng mà đủ để chúng ta có thể hiểu nhau. Bấm là trao duyên đi, suy nghĩ cho kỹ với các bạn nha. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nó bấm nút. Chúc mừng em. Nắm tay đi các bạn. Em cũng còn là một quân ảnh nhiều. Cũng cao, cũng bằng nhau mà. Và ngày hôm nay tôi chúc mừng cho hai bạn nha. Và mong rằng ta tìm hiểu nhau thật kỹ để đi đến hôn nhân. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng bạn gặp nhau. Đó, dễ thương lắm. Em gái cười mãn nguyện đúng không em? Chị gái lấy chồng rất là vui đúng không? Rồi chúc mừng em. Cứ tự tin thoải mái ha, vui vẻ lên nè. Đúng rồi đó, cười vậy đi. Rồi mình giới thiệu và họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi mình bắt đầu luôn nè, càng chủ động càng tốt. Rồi mình giới thiệu đi. Dạ em tên là Minh Long, hiện tại em đang làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở khu vực quận 6. Dạ. Minh Lâm hay là Minh Long? Dạ Minh Long ạ. Minh Long, rồi họ của mình là cái gì? Dạ em họ Hứa. Hứa Minh Long. Dạ. Rồi mình sinh năm bao nhiêu nè? Dạ em sinh năm 1990 ạ. Rồi coi như là đang làm việc gì ở Sài Gòn? Dạ em đang mua bán nhỏ bên phụ tùng á chị. Phụ tùng của xe máy hả em? Dạ đúng rồi. Em mua bán tại nhà. À là bán tại nhà luôn. Em làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Thu nhập trung bình là em cũng không giống như là em chưa có em cũng chưa dạng như là em không có tính tổng thể á chị. Dạ nói chung là ổn. Rồi có nghĩa là em làm cái mua bán phụ tùng này lâu chưa, hay trước đó em có làm công việc gì khác không? Dạ em mua bán phụ tùng này lâu rồi chị. À thu nhập ổn là tầm khoảng 10-15 triệu hay là trên 20 triệu hay như thế nào? Dạ đúng rồi, tầm đó đó. Ừ rồi ok. Em có nhà cửa ở Bình Chánh đàng hoàng. Rồi em có một cái kho nhỏ để chứa hàng để mình bán đó chị. Ừ, còn bây giờ đang ở quận 6 là mình ở với ai? Em ở quận 6 là ở kho nè. À, có kho nhỏ chứa đồ luôn. Rồi. Dạ, đúng rồi. Còn ba mẹ mình là có ở chung với mình không hay sao? Dạ, đúng rồi. Em bán tới chiều tối xong rồi em khóa cửa kho lại, em về Bình Chánh. Ở nhà em về Bình Chánh. Rồi, bây giờ mình nói về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Dạ điểm mạnh điểm yếu, dạ nói chung là em cũng nói chung là sao ta, để chị hiểu, em cũng giống như người bình thường thôi. Có một cái là em không có, em ít nhậu nhẹt, em ít nói chung là bạn bè của em toàn là làm ăn không. Với lại em cũng mua bán nhỏ như vậy đó chị. Sáng thì có hàng thì bán, còn không thì em vô hàng, rồi tới chiều thì em về ăn cơm với mẹ và ở nhà vậy đó. Coi như là cũng lo làm ăn này kia ha. Có dạ. Biết quan tâm chăm sóc gia đình này kia các thứ không, nấu nướng bếp núc rồi thể thao đồ có được không? Dạ được, có được. Dạ. Rồi vậy có điểm yếu hay tật xấu gì không? Đó. Rồi. Ờ, mình cứ tốt.
Rồi ok tiếp đi Long ơi, mình có cái tật xấu hay điểm yếu gì không? Tật xấu hả? Em đang kiếm cho nó ra. Không phải là em không phải Hoàng Mỹ mà là gì nè chị. Có nghĩa là em dậy vào lúc khoảng 5 giờ rưỡi từ Bình Chánh em chạy về quận 6. Và em uống một ly cà phê buổi sáng và thế là em vào việc luôn, là tới chiều chơi thể thao nhẹ, bắt đầu em về ăn cơm rồi em đi ngủ. Em cứ như vậy đó. Dạ bởi vì bạn bè của em thì cũng mua bán này kia thì lâu lâu mình tụ họp lại cà phê cà pháo. Rồi có hút thuốc nhậu nhẹt gì không? Có hút thuốc không? Dạ không, em đâu có hút thuốc đâu, không nhậu nhẹt, không cờ bạc luôn, không gái luôn nữa. Trời ơi vậy đó hả? Ăn chay cũng vậy. Ăn dạ, chay đó hả? Năm nay là năm thứ ba rồi. Là ăn chay 3 năm rồi hả? Dạ đúng rồi, nếu mà năm nay nữa năm thứ ba. Bạn nếu sao mà lại muốn ăn chay vậy? Dạ không, tại vì mẹ em ăn chay trường. Dạ rồi em thì chuyện nó đến thì em cũng muốn ăn lạc cho đó, sẵn chiều tối về ăn cơm với mẹ luôn. Em còn một người em trai nữa. Dạ. Rồi coi như là chưa tìm ra cái tật xấu luôn đó. Có hay quên không? Có hay nóng tính không? Có hay sao? Hay ghen đồ không? Hay ghen thì hồi đó chắc có nha. Còn giờ thì như em thấy nó vô tư, em thấy bình thường. Có nghĩa là con cái là gì nè, em phải nói trước để mình biết. Có nghĩa là nếu em quen cũng nhiều nhưng mà cảm thấy không được thì mình dừng lại đỡ mất thời gian. Có thể là như thế giờ. Là trước đó là quen bao nhiêu mối tình rồi kể chị nghe coi. Hồi đó là có một mối tình cũng sâu đậm là thời đi học. Rồi mối tình đó thì nó mối tình chính, còn mấy kia là mối tình chắc em nghĩ là mối tình lẻ quá thì em nói đấy, mà cảm thấy quen không hợp là em dừng lại liền. Không có đi dài vậy, tại vì còn nhiều thứ mình phải lo lắm, còn phải làm lắm. Rồi mà quen đó. Quen sao mà thấy không hợp? Ví dụ có những cái điểm gì mà mình thấy không hợp với mình là nói luôn để chương trình né ra mấy cái điểm đó nè. Dạ em cảm thấy nó không đồng điệu quá chị. Nó không đồng điệu. Ví dụ em chỉ cần người con gái hiểu chuyện, rồi gia đường thì có thể là kính trên nhường dưới, trong nhà cũng vậy. Ví dụ có chuyện gì mà không thích thì cứ nói, đừng im lặng. Hoặc là có những cái giống như phải bắt tự người ta hiểu vậy đó. Rồi vậy thôi đó. Có nghĩa là em quen cũng nhiều, là hình như là đôi lúc mà ví dụ như là ví dụ cái mối tình mà lẹ nhất hình như được ngày hay gì đó, là có nghĩa là em biết buổi sáng buổi chiều em có rủ đi uống nước là cũng chịu đi uống nước nha. Rồi em đi uống sinh tố bơ, rồi đi uống sinh tố bơ ra là bắt cái chị ở ngoài làm sinh tố bơ đó. Không bỏ sữa, không bỏ đường, chỉ là bơ rồi chỉ xay miếng đá nhỏ. Em là nếu vậy làm 2 ly đi cho cô bé đó. Cũng nói chung là mình cũng hòa hợp như ấy. Đúng không? Không lẽ bây giờ em không bỏ gì hết thì anh lại bắt cái chị đó làm, có nghĩa mình làm khó người ta cũng kỳ. Thôi làm chung vậy luôn. Là thật sự mà nói, thay vì đá trong xe thì mình bước xuống, không cô ấy ngồi trên xe vậy luôn đó. Do em phải đẩy cái xe vô, rồi uống ở đó thì không chịu thì phải ra công viên, em cũng chở ra công viên ngồi trên xe suốt như vậy, nguyên buổi tối vậy đó, là nguyên một buổi chiều vậy đó. Em hỏi thì thử mà ngồi ở trên xe thì cắm vô điện thoại là mối tình đó là một nhanh ngày. Nhất luôn một ngày. Tối hôm sau là thôi chắc em nhắn tin nên dừng lại là vừa là tới giờ đó. Một mối tình chính và nhiều mối tình nó gọi là hơi bị lẻ. Mà cô đó có vẻ không thích em hay sao mà kỳ vậy? Cũng thích. Hay người ta chân người ta bị gì ra không có bước xuống được? Không có bị gì đâu chị. Bình thường không, đúng không? Dạ bình thường. Nói chung cũng nhìn cũng được, cũng xinh đó. Coi như là thôi đó. Rồi bây giờ em mong muốn phải tìm một cô gái như thế nào để phù hợp với em đi. Dạ em chỉ tìm một cô gái, em cũng nói đơn giản rồi là em cũng giữ dưới đúng nguyên điểm là một cô gái nói chung là hiểu chuyện là được rồi. Nói chung là đừng mang đôi dép trái là được rồi, thả đôi dép xuống là thuận là đi được rồi đó. Đừng có mang dép đi tới đi lui là được rồi chị, là vui lắm. Rồi em không có đòi hỏi gì đâu, còn nếu mà không biết nấu ăn thì ra ngoài nấu. Còn ví dụ như cô ấy mà có nóng thì em nguội rồi. Vậy năm nay mình cũng 30 mấy rồi, mình cũng hiểu chuyện, em cũng hiểu chuyện rồi chị. Tôi muốn làm gì đó làm đi, cũng nhịn, nhưng đừng có dạng như là thôi tôi im lặng bắt tự hiểu chị ơi, không có hiểu được chị, con gái khó hiểu lắm thật sự luôn.
Coi như có gì muốn gì phải nói ra phải không? Dạ đúng rồi, em dùng cái thời gian đó mình làm những cái chuyện khác. Ví dụ như em không thích món này, tôi chiều em món khác cũng được, chứ em đừng có bắt là tôi phải tự hiểu. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Tuổi tác, vùng miền, bạn gái, công việc, đồn sao? Dạ thì em chỉ cần chương trình nhờ em kiếm ở khu vực trong thành phố là được rồi, để em thuận tiện chạy tới chạy lui được rồi. Với lại năm nay em cũng 33 rồi, cô ấy cũng chừng khoảng độ 20 mấy chín chắn là được rồi. Tại vì em nói dễ lắm, dạ cái gu em rất là dễ, nhưng mà tại vì em gặp nó không có chắc, cái số em nói em gặp nó không có đồng điệu nên đâm ra là dạ ấy thôi. Trời ơi vậy đó hả? Rồi bạn gái có phải về làm dâu hay sao không? Dạ không, em không cần phải làm dâu đâu, mà em cũng dễ lắm, coi là thích gia riêng thì ở riêng. Em cũng dám làm, nếu mà ấy thì mình mua nhà riêng. Rồi dạ. Bây giờ lên sân khấu có tỏ tình bạn gái sao không? Ca hát được không? Ca thì dạ tạm ổn. Rồi thì ca thử một bài chị nghe luôn đi. Ca thử một bài hả? Bây giờ em không biết bài gì để ca. Đoạn ngắn thôi, đoạn ngắn thôi mấy câu ha. Dạ. Ừ. Những cánh diều là tình yêu lúc xưa, lúc chưa có ai biết buồn. Rồi vậy nha chị. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái vòng cát đầu tiên thôi ha. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết và sẽ có biên tập trao đổi thêm nội dung với mình nha. Dạ dạ em cảm ơn chị nhiều. Rồi dạ. Ok chào em nha. Mình chào chị. Rồi. Dạ. Mình chào anh Việt nha. Ở đây thì có ban biên tập và team sản xuất của chương trình Bấm Hối Hẹn Hò. Thì bây giờ anh Việt cứ chủ động chia sẻ về bản thân mình, gồm họ, tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, mình đang làm ở đâu, mình đang làm công việc gì ha, những điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình là gì. Rồi mời anh chủ động nha, mình cứ chủ động mình chia sẻ đi nha. Dạ em tên Hoàng Công Việt, em sinh năm 94. Em quê ở Bình Thuận. Em làm điện lực ở Bình Thuận hả? Dạ. Ninh Thuận hay là Bình Thuận? Dạ Bình Thuận ha. Rồi Bình Thuận, rồi mình đang làm công việc ở đâu? Dạ em làm ở điện làm điện lạnh ở Thủ Đức ạ. Rồi đi làm cho người ta hay là mình có cơ sở ha? Dạ em làm cho ông anh của em ạ. Làm cho anh. Dạ. Rồi, nghe là thu nhập một tháng của mình được bao nhiêu Việt? Dạ tầm khoảng 10 triệu của chị. Rồi, mình có điểm mạnh điểm yếu gì không Việt ha? Chắc dạ, điểm yếu là sao vậy? Điểm yếu là gì? Điểm yếu là mình có thói quen xấu nào không? Có tật xấu gì không? Nóng tính chẳng hạn hay là hay ngủ ngáy chẳng hạn? Dạ, nói nóng ăn thì cũng nói nóng tính vậy. Nhưng mà nóng tính thì nói rồi xong rồi thôi, không có gì. Còn bình thường thì vui vẻ, không sao hết. Nó hát hò thì được không? Có tài lẻ gì không? Dạ. Em có tài lẻ có hát hò được không? Dạ có ạ, có hát được rồi. Hát một đoạn cho các chị nghe xem này. Dạ. Hát một đoạn chị nghe thử coi. Hát bài gì? Thì cũng được, bài tủ của mình hay hát đi. Hát gì hát chay nữa. Dở lắm. Đen không biết hát bài gì luôn á. Rồi xin nha. Rồi đó giờ trải qua mấy mối tình rồi Việt. Dạ thì em cũng nói rồi, cũng có quen hai người ấy chị. Hai người rồi, quen được bao lâu, lý do tại sao chia tay nè? Không hợp, người ta kêu người ta không hợp, với lại em đi làm á, đa số đi làm mà chiều tối em mới về. Đi chơi thì đi, một người đó thì người ta làm tiền tóc á, em nó bị làm cái giờ của em á, đi chơi hết cái chưa không hợp, mà mình không hợp rồi người chia tay. Rồi đấy là mối tình đầu hả? Dạ. Yeah,
Và mối tình thứ hai thì sao? Mối tình thứ hai thì quen cũng không được bao lâu, chị quen thì bé nó lăng nhăng, nó quen mình đi đi rồi thấy quen nhiều người, có em kêu thôi đừng nữa, đừng dành được, đừng chào mình. Giờ em cũng không, chưa quen lại hết. Rồi ế bao lâu rồi, độc thân bao lâu rồi? Cũng gần cái năm rồi chị, năm năm rồi, em cũng không, em cứ đi làm thôi chứ em cũng không có quen ai. Một năm rồi đúng không? Rồi em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái thì bình thường thôi, nói chung là biết biết quan tâm anh xíu, hoặc là sao bình thường, nói chung là mẫu mẫu người sao cũng được đó, nhưng mà biết đừng có hay cái gì cũng không phải thật lòng, ví dụ này là đừng không có lừa dối là được, còn sao không được hết. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình nó vậy sao không được vậy, cũng tìm, nói chung là phải thật lòng, cái gì phải thật lòng, với đừng có lừa dối là ok. Em là không gần Rồi ok. Rồi cảm ơn Việt nha. Khi nào mà có lịch thi hành với có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em, tại vì nếu mà được vào vòng trong thì mình còn làm nội dung lại nữa ha. Dạ. Ok, cảm ơn em nhiều. Chào chị.